Linh? Dạ. Ở nhà chơi ngoan nha con. Cha phải đi ra đồng làm việc đây. Cha ơi cha, bữa nay cha ở nhà chơi với con một bữa được không cha? Không có được, cha còn phải ra đồng, còn nhiều việc chờ cha làm lắm. Nè, mình đem theo đi. Thôi cha đi nha. Dạ. Mẹ, bữa nay mẹ nhà chơi con một bữa được không mẹ? Không được đâu. Bữa nay á, mẹ có nhận qua dọn dẹp cho mấy hộ làng bên rồi. Tiểu Linh ngoan nha. Mẹ sẽ ráng đi làm về sớm để chơi với con nha. Dạ. Thôi mẹ đi làm nha. Dạ. Ở nhà ngoan nha con. Cha mẹ lúc nào cũng nói về sớm, nhưng mà có bao giờ về sớm đâu. Cha mẹ lúc nào cũng đi làm, chẳng có bao giờ thèm ở nhà chơi với mình. Ta phải ra ngoài tìm niềm vui cho chính mình, không cần đợi cha mẹ nữa. Đây là đâu? Hay là mình lạc vào rừng rồi? Có ai không? Có ai không? Có ai không? Cứu con với. Có ai không? Cha mẹ. Con bị lạc đường hả? Dạ. Nhà bà ở gần đây. Thôi thì con hãy theo bà, đi về nhà bà. Rồi sáng mai á, bà sẽ dẫn con tìm đường về nha. Con ăn đi. Dạ. À, mà nhà con ở đâu? Sao giờ này con lại dám đi vào rừng một mình? Dạ, nhà con ở đằng đông. Cha mẹ của con đi làm ở ngoài ruộng, nên con đi tìm, nhưng không ngờ lại đi lạc. May cho con á, là con gặp được bà đó. Chứ trong khu rừng này ban đêm á, có rất là nhiều thú dữ. Khuya xuống còn có sói nữa đó. Dạ, đa tạ bà đã cho con thức ăn. Bà chỉ đường cho con về nhà được không ạ? Giờ này ta thấy cũng đã xế chiều rồi. Mà con về ban đêm được rừng thì rất là nguy hiểm. Hay con ở lại nhà bà một đêm nay, rồi sáng mai bà dẫn con về nhà. Dạ, nhưng con chỉ sợ là cha mẹ sẽ lo cho con. Sao con lại nghĩ là cha mẹ con sẽ lo lắng cho con? Nếu như cha mẹ con thật sự quan tâm cho con thì giờ này con đâu có đi lạc vào rừng như vậy. Bà nói không đúng, cha mẹ của con chỉ ra đồng làm vất vả, không có thời gian chơi với con thôi. Nếu con không tin ta, con hãy nhìn vào chiếc gương này. Con sẽ biết được cha mẹ của con có thật sự quan tâm đến con hay không. Trên đời này có món đồ kỳ diệu vậy sao? Đây là chiếc gương thần kỳ. Nó có thể phản chiếu những gì mà con muốn thấy. Con hãy nhìn vào nó và xem cha mẹ con có quan tâm đến con hay không. Cưng ơi, hãy cho ta biết cha mẹ của ta hiện tại đang làm gì. Chị ơi, chị có nhìn thấy một bé gái cao tầm này không chị? Con bé nó có hai cái sừng trên đầu nè. Sáng giờ tôi không thấy. Không thể nào để mất Tiểu Linh được. Mình ơi, em không thể để mất Tiểu Linh được. Không có con bé, em không thể nào sống nổi đâu mình. Không ngờ cha mẹ mình lại lo lắng cho mình như vậy. Mình phải tự về nhà mới được. Cha mẹ của con đã thờ ơ với con như vậy, sao con lại còn muốn quay trở lại nơi đó? Lúc nãy con thấy mẹ con khóc rất nhiều. Cha mẹ của con đi tìm con khắp mọi nơi. Sau khi tìm con xong, cha mẹ của con sẽ trở lại cuộc sống, đi làm việc bình thường. Họ sẽ lại tiếp tục lạnh nhạt với con. Con thực sự là muốn sống lại những tháng ngày như vậy sao? Con không muốn ở trong ngôi nhà vừa lạnh lẽo vừa cô đơn đó. Nè con nghe lời bà, ở lại nhà bà. Bà hứa sẽ luôn yêu thương con, không có để cho con phải cảm thấy cô đơn. Con sẽ ở lại với bà. Con ngoan lắm. À, để bà vào đây bà có món quà này hay lắm, để bà tặng con nha. Con, đây là sợi dây tình cảm. Bất kỳ ai đeo sợi dây đó vào đều sẽ được yêu thương. Con cảm ơn bà. Con muốn nhận được sự yêu thương của cha mẹ và sự quan tâm. Con sẽ đi thăm cha mẹ rồi sẽ quay lại với bà. Tiểu Linh ơi, Tiểu Linh ơi, em có lỗi với con quá mình ơi. Có lỗi với con quá mình ơi. Lúc có thì lại không biết yêu thương, lúc mất thì đi tìm. Tiểu Linh, Tiểu Linh, con gái của mẹ. Hả? Tiểu Linh, bà đừng giả vờ yêu thương tôi nữa. Bà suốt ngày đi làm có thèm quan tâm tôi đâu. Có người mẹ nào mà vô tâm như bà không? Tại sao con như vậy? Tại sao con lại nói như vậy hả? Tôi nói không đúng sao? Ông cũng vậy mà. Ông suốt ngày đi làm có thèm ngó ngàng tôi miếng nào đâu. Tiểu Linh, con mình ơi, mình. Tại sao con có thể nói như vậy hả? Mình ơi, tại sao tao có thể dạy một đứa con ngỗ nghịch như vậy chứ? Ông cần dạy tôi sao? Con, hai vợ chồng á, suốt ngày cứ đi làm hoài, bỏ tôi thui thủi ở nhà một mình, có thèm quan tâm tôi đâu. Trời là trời, sao có thể nói những lời bất hiếu như vậy với cha mẹ được? Phải rồi đó, cha mẹ làm cũng gì á, muốn kiếm tiền để lo cho con thôi. Con bé này thiệt là ngỗ nghịch mà. Đúng rồi đó, con nhỏ mà bất hiếu rồi. Mọi người im hết đi, chuyện nhà tôi liên quan gì tới mấy người? Hỗn dữ vậy? Trời ơi là trời, con nít mà dám dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với người lớn. Thôi đừng quan tâm chuyện nhà người ta nữa mấy bà, đi về thôi. Mọi người ơi, thôi đi về đi mọi người. Đi. Nít mà quá trời hổ. Con ơi, tại sao con lại thay đổi như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã tìm được người yêu thương tôi. Tôi đã tìm được chính niềm vui cho mình. Bây giờ tôi quay lại đây chỉ để nói là đừng bao giờ tìm tôi nữa. Tôi sẽ không quay trở về đâu. Con, Tiểu Linh, đừng bỏ mẹ mà con. Tiểu Linh, Mình ơi, Tiểu Linh ơi, mình hãy giữ con bé lại, đừng đi để con. Nó đi. Tiểu Linh, mình ơi, giữ con bé lại. Mình ơi. Đừng lo, để cho ta xem mạch. Không sao đâu, vì có thể gặp nhiều oan ức, hơn nữa có chuyện buồn, cho nên mới ngất xỉu như vậy. Cảm ơn Quỳnh. Mình ơi, Mình ơi. Ta đứng từ xa đã nhìn thấy tất cả rồi. Con bé có lẽ bị ai đó điều khiển, cho nên mới xảy ra như vậy. Tội nghiệp con tôi. Cha mẹ chưa đủ ngân lượng để chữa trị bệnh tim cho nó, mà nay nó lại thêm một kiếp nạn nữa. Mình biết phải làm sao đây? Nhị vị đừng lo, tôi có quen một vị đạo sĩ có thể giúp được chuyện này. Dạ cảm ơn huynh. Ta đi. Đi. Mình đi. Các ngươi đã đến rồi sao? Ngài cũng biết chúng tôi sẽ đến à? Ta đã sớm biết các ngươi sẽ đến đây. Để cần ta giúp điều gì? Con của các người đã bị mụ phù thủy khống chế, làm mất đi tình thương. Để có thể hóa giải được nó, chúng ta cần phải sử dụng một loại phép thuật khác mạnh hơn. Trên đời này không gì có thể chiến thắng được bằng tình thương. Hai người có chấp nhận hy sinh để cứu con mình hay không? Dạ, dạ. Để cứu được Tiểu Linh, bằng mọi giá, việc gì tụi con cũng làm hết. Con cũng vậy. Được. Nếu đã như vậy thì ta sẽ biến các ngươi thành dòng ngũ sắc. Không có cách nào khác sao ngài? Chỉ có thể dùng tình yêu thương, chăm sóc, vị tha, chúng ta mới được thoát nạn và cứu lấy Tiểu Linh. Hai người có bằng lòng hay không? Chúng con bằng lòng. Chào con. Ông là ai? Ta là một thương nhân. Ông tới đây làm gì? Ta đi ngang qua đây. Ta thấy con ở đây. Ồ, con có sợi dây đẹp quá. Con có thể đổi với ta được không? Không được. Tôi cũng rất thích sợi dây này. Vậy thì ông cũng thích sợi dây đó. Ông muốn đổi với con. Đây, con nhìn xem. Ta sẽ đổi với con bằng sợi dây ngũ sắc này. Đây, rất là đẹp, rất có giá trị. Con có bằng lòng đổi không? Được, tôi sẽ đổi với ông. Rồi, đổi nè. Đó. Con bé nó sao rồi huynh? Tôi e là rất khó. Chẳng lẽ huynh không còn cách nào sao? Có. Muốn trị căn bệnh này cần phải có những dược liệu quý hiếm mới cứu được. Trong đó phải có mai rùa ngàn năm, phải mài ra. Bao nhiêu tiền cũng được, miễn sao con bé nó khỏi bệnh. Là phu thê của đệ, làm gì cũng được hết. Không phải một ngày một bữa. Nếu trị bệnh này cần phải có thời gian rất lâu dài. Tôi chỉ e rằng nhị vị sẽ tốn rất nhiều ngân lượng. Không sao hết. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm việc, miễn sao vì Tiểu Linh. Tụi tôi có thể làm được hết tất cả. Vậy thì tôi sẽ cố gắng giúp cho cô bé. Cảm ơn huynh. Cảm ơn huynh. Tôi về nha. Dạ. Thôi được rồi. Hôm nay mình cũng đi làm cả ngày rồi, mình cần phải nghỉ ngơi. Đâu phải một mình ta mệt đâu. Nàng ở nhà chăm con cũng rất là mệt mà. Chỉ cần Tiểu Linh khỏe lại, em có vất vả cỡ nào cũng được hết. Đó, con thấy chưa? Cha mẹ con rất thương con. Tất cả những điều mà cha mẹ con làm là vì con. Cha mẹ con hy sinh vì con. Con thấy chưa? Con sai rồi. Nhưng mà ông ơi, ông có cách nào cứu cha mẹ con thành hình người được không? Có. Nhưng mà rất nguy hiểm đó con à. Dù có nguy hiểm cách mấy thì con vẫn muốn cứu được cha mẹ. Con giỏi lắm. Nè, con nghe ông dặn nè. Bằng mọi cách, con phải lấy bằng được viên ngọc mà mụ phù thủy đang giữ trong người. Vì viên ngọc đó chính là tử huyệt của bà ấy. Chỉ cần con đập vỡ viên ngọc đó thì bà ta sẽ chết. Và nhớ rằng, phải làm việc này trước khi mặt trời lặn. Nghe rõ chưa? Tiểu Linh. Dạ. Qua đây bà hỏi con. Dạ. Hôm nay có ai vô nhà mình hả? Dạ, dạ đâu có. Con đang làm gì vậy? Dạ con đang nấu cháo. Sẵn rồi xong con sẽ múc cho bà một chén. Con đúng là một đứa bé ngoan. Bạn đi cho nóng. Cảm ơn con. Dạ. Thì ra ngươi phản bội ta. Tại sao? Tại sao bà có thể tỉnh lại nhanh như vậy? Thuốc của loài người các ngươi không làm gì được ta đâu. Trả viên ngọc lại cho ta. Không, ta không trả. Ta không trả. Ta phải cứu được cha mẹ của ta. Tại sao lại như vậy? Đây là sợi dây giả, sợi dây ma quái của bà. Tôi đã vứt đi rồi. Bây giờ tôi không còn nghe lời của bà nữa đâu. Kẻ vô dụng như ngươi có thể làm gì được ta đây chứ? Không, buồn rồi. Những kẻ phản bội ta chỉ có một kết cục. Dừng lại, dừng lại. Chạy đi con. Chạy, không, con chạy đi. Con không thể bỏ lại ông một mình ở đây được. Con phải chạy. Nghe lời ông, con không, chạy đi. Con không bỏ lại ông. Ở cha mẹ con đã hy sinh vì con phải sống. Con nghe rõ chưa? Hôm nay hai người không có ai có quyền được sống hết. Thả ta ra. Con chạy đi con. Chạy đi. Thả ta ra. Thả ta ra. Xin cha mẹ ban cho con sức mạnh để đi về được bà phù thủy độc ác này. Bà phù thủy độc ác, ngày tàn của bà đã tới rồi. Từ nay về sau, ta sẽ nhận con làm nghĩa nữ và truyền dạy nghề thầy thuốc, để con cùng với ta đi cứu giúp mọi người nha con. Tạ ơn cứu mạng của nghĩa phụ, con sẽ nghe theo lời giáo huấn của người. Con bé rất có năng khiếu về y thuật. Xin hai người hãy tin tưởng nơi tôi mà yên tâm chuyển thế. Xin cha mẹ hãy an lòng. Con sẽ cố gắng theo nghĩa phụ học y. Sau này con sẽ tự chữa bệnh cho chính mình và hành y giúp đời, không phụ tấm lòng yêu thương và dạy dỗ của cha mẹ. Dạ mời ông. Đây, dạ, cho ta ẩm chút nha. Dạ mời quá. Phu nhân. Nhìn nè. Ngoan dạ. Quá. Đa tạ. Bế dạ. Thử đi. Lệnh Thiên Kim xinh đẹp và khả ái, nhất định sau này sẽ trở thành một tuyệt sắc giai nhân. Xin chúc mừng bá hộ và phu nhân. Tiểu thư sẽ trở thành một mỹ nhân tuyệt sắc giống như mẫu thân vậy đó. Dạ. Con ngoan dạ, nha. Chúc mừng ông. Dạ thưa ông bà. Đa tạ. Có chuyện gì? Ở ngoài có một bà lão tự xưng là thượng khách, kêu ông bà ra ngoài mời bà lão vô dự tiệc của tiểu thư ạ. À. Hình dáng của bà ấy như thế nào? Dạ nhìn gương mặt xấu xí lắm ạ. À. Có khi nào là bà lão ấy không? Ngoan không nha. Thể nào là bà ấy. Giá lại hôm nay là ngày vui của gia đình mình. Giá lại hôm nay những vị khách bà ta mời đó toàn là những người danh giá sang trọng không à. Cho nên không thể nào ta để cho bà ấy có thể vào đây ngồi cùng được. Nhưng mà trước đây chúng ta đã... Bà đừng có lo. Bây giờ chúng ta cũng đã có con rồi. Bà ấy không làm gì được chúng ta nữa đâu. Cho nên bà không cần phải sợ cái gì hết trơn hết trọi. Bà hiểu không? Bây giờ đó người á, có mấy cái bánh nè, lấy đem cho bà ấy rồi kêu bà ấy đi đi nghe. Dạ. Ông. Dạ. Mình làm vậy có ổn không? Tôi sợ. Bà đừng có lo. Cứ làm theo lời của ta dặn đi. Dạ. Càng. Dạ. Dạ. Dạ mời. Dạ mời ông. Xin mời ông bà. Dạ dạ. Cạn à. Chúc mừng ông. Nè, bà cầm lấy rồi đi mau. Ngươi có vô nói với chủ nhà ngươi lời ta dặn không? Bà nghĩ bà là ai mà đích thân ông bá hộ ra mời bà chứ? Ta hỏi thì nhà ngươi cứ trả lời đi. Tôi có nói rồi, nhưng ông bá hộ kêu tôi đưa cái này cho bà rồi đuổi bà đi. Nè, cầm lẹ rồi đi đi. Hắn ta tráo trở như vậy thì đừng có trách ta. Bà lão, ta không ngờ phu thê ngươi là kẻ tráo trở. Tôi... Ông ơi. Từ đây cho đến 18 tuổi, con của các ngươi nếu đụng phải nước, sông, ao, hồ, biển thì tai họa sẽ giáng xuống đầu nó. Nè. Làm sao bây giờ? Tôi không muốn con mình có chuyện xảy ra. Bây giờ gì? Nếu như mà không muốn con mình nó phạm phải những cái lời nguyền của bà đó thì chỉ có cách là giữ con mình không có cho nó đi đến những cái nơi đó là được rồi. Nếu như mà ngày đó... Bà ơi. Bà đâu rồi? Tôi đây. Không thấy là nhớ liền. Đi có chút xíu về hả? Mà làm như là xa mấy tháng vậy. Ghẹo gì cho nó vui. Ông ơi. Gì? Bữa tiệc chắc đông người lắm đúng không? Đông lắm bà ơi. Quá trời khách luôn. Đông dữ lắm. Còn đứa bé chắc dễ thương lắm ha. Đứa bé rất là khao khỉnh, rất là dễ thương. Ủa sao tự nhiên bà nhắc tới đứa bé? Thì ước gì á, chúng ta cũng có một mụn con như vậy. Thiệt tình, tôi không biết kiếp trước mình đã làm sai cái chuyện gì mà lại có lỗi với trời xanh. Để rồi cho tới ngày giờ này, tôi với bà cũng chưa hề có một mụn con nào hết. Thật sự tôi cũng rất là buồn đó bà. À, hôm trước á, tôi có đi thăm biểu tỷ. Tỷ nói là ngôi miếu ở đầu thôn linh lắm. Hay là bữa nào tôi với ông đi ra đó cầu tự thử xem. Biết đâu là trời Phật thương mình rồi ban cho mình một đứa con thì sao? Bà định cái chuyện này ngày mai mình đi ạ? Dạ. Nhưng mà ngày mai tôi có hẹn với ông Phú Hộ rồi. Tôi không thể đi cùng với bà được. Hay là gì? Bà kêu gia đình đi cùng với bà đi ha. Tôi nghĩ rằng những cái lời cầu nguyện của bà sẽ rất là may mắn. Dễ ha. đến cầu tự con à? Sao bà biết được tâm tư của tôi? Chuyện đó không quan trọng. Nhưng nếu ta giúp cho bà có con thì bà trả công ta bằng cách nào? Nếu thật sự bà giúp cho phu thê tôi có được một đứa con thì bà muốn gì tôi cũng đồng ý hết. Ta chỉ cần làm thượng khách trong ngày mừng tiệc của đứa bé, được không? Được, được mà. Chỉ cần phu thê tôi có một đứa con thì bà muốn gì cũng được. Cuối thôn có cây thị, trên cây chỉ có một quả thị. Bà hãy hái đem về để trên đầu nằm của bà đi, thì sẽ có điều kỳ diệu đến với bà đó. Đa tạ bà, tôi sẽ làm ngay. Nè, nên nhớ phải giữ lời hứa với ta. Nếu không, đừng trách ta nha. Tôi biết mà. Đa tạ bà nhiều lắm. Nếu như chúng ta không thất hứa thì con chúng ta đã không phải chịu lời nguyền này rồi. Bây giờ bà có lo cái gì nó cũng có lợi gì không? Bây giờ gì? Bây giờ mình cấm con mình không cho nó đi ra ngoài, đến năm nó 18 tuổi mới cho nó đi ra ngoài được chưa? Bắt con ở nhà suốt 18 năm trời. Có gì đâu. Nhưng mà như vậy thì con mình sẽ buồn lắm. Để bà. Hình như tôi nhớ rằng mình có một đứa cháu gái là mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ đúng không? Bây giờ mình đi tìm nó, đem về cho con gái mình cho nó có bạn. Nó có bạn thì nó sẽ không buồn. Nó không buồn thì nó không đòi đi ra ngoài. Vậy được không? Đúng rồi. Con Mai Loan. Ông nói chí phải. Nếu như mà có tỷ có muội thì Thanh Nhã con mình không có sợ buồn nữa. Đúng rồi. Thôi bây giờ mình đi vô tiếp khách. Đi bà. Tỷ về rồi hả? Chỉ theo của muội nè. Muội đa tạ tỷ. Sao tỷ lại thở dài? Tỷ thấy thương muội quá à. Suốt ngày muội cứ quanh quẩn ở trong nhà con mình à. Đâu có sao đâu. Muội á không biết gì hết á. Ở bên ngoài á có rất nhiều cảnh đẹp với thú vui. Không phải từ nhỏ á muội bị phụ thân mẫu thân dính lời nguyền gì á, không cho đi đâu hết á. Đúng là thiệt thòi cho muội. Đáng lý ra là muội phải được đi đây đi đó nè, để thưởng thức biết bao nhiêu cảnh đẹp với thú vui ở bên ngoài nữa. Nghĩ tới tỷ thương muội, tỷ cầm lòng không có được. Muội cũng muốn đi ra ngoài chơi lắm, nhưng mà cha mẹ không có cho muội đi ra ngoài. Với lại muội cũng không muốn làm cho cha mẹ buồn lòng. Muội đó lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết á, bởi vậy thiệt thòi cho mình. Chẳng phải là muội chỉ kỵ sông hồ ao suối thôi sao? Thì mình không đi tới những nơi đó là được chứ gì. Tỷ không có muốn ép muội, tại vì tỷ thấy tiếc cho muội thôi. Đáng lý ra muội phải được tới những nơi vui vẻ, nhưng mà chỉ còn mấy hôm nữa thôi là con Thanh Nhã nhà mình vừa tròn 18 tuổi rồi. Vậy à? Suốt thời gian qua tôi cứ sống trong lo âu, tại vì sợ lời nguyền của bà lão sẽ xảy ra. Mai sao mọi việc vẫn ổn. Tôi nói thiệt với bà nghe, cũng may là có con bé Mai Loan ở cạnh con bé Thanh Nhã của mình suốt ngày suốt đêm, cho nên nó làm cho bé Thanh Nhã của mình nó đỡ buồn rất là nhiều đó bà. Cha, mẹ, con gái đang nhắc tới tỷ muội con luôn đó. Cha, mẹ, cha mẹ cho con ra ngoài đi chơi với Mai Loan nha. Không được. Con xin cái gì cha cũng đồng ý, nhưng mà xin đi ra ngoài đường là dứt khoát cha không đồng ý. Con nghe rõ chưa? Khỏi xin. Vậy đây. Cha. Cái gì? Con hứa với cha là con không có đi chơi những nơi cấm kỵ như sông suối đâu. Con muốn đưa một lần ra ngoài chơi mà cha, mẹ. Đúng rồi đó dì Dượng. Con hứa là con sẽ chăm sóc cho muội ấy thật cẩn thận. Dì Dượng đừng lo. Hay là ông cứ cho Thanh Nhã đi ra ngoài chơi một lần đi. Dù sao thì con mình cũng gần tròn 18 tuổi rồi. Cha. Dì. Cha cho con đi một lần thôi cha. Xin đi phải không? Dạ. Một lần duy nhất thôi, đúng không? Dạ. Sau này là không xin nữa nghe chưa? Nhưng mà phải hứa với cha là không được đến những nơi cấm kỵ, nghe rõ chưa? Dạ con nhớ rồi, con đa tạ cha, con đa tạ mẹ. Hai đứa đi, nhớ về sớm nghe. Dạ chứ. Dạ. Đi đi, con đi. Ủa nói vậy nó đi liền hả? Thôi được rồi. Nè, cẩn thận nha. Thấy bên đó đẹp không? Thanh Nhã, tỷ nghe nói trước đây á, dì đã cầu xin muội ở đây nè, rồi xin được muội đó. Ủa? Ủa, muội vừa khấn gì vậy? Muội đa tạ thần thánh đã cho muội làm con của cha mẹ, với lại cầu cho cha mẹ lúc nào cũng sống lâu, bình an. Trời ơi, muội lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết, sao muội không xin cho mình một người phu quân như ý? Tỷ này, phu thê là phải có duyên có nợ. Nếu như có duyên á thì ắt sẽ có nợ, còn nếu như mà không có duyên á thì làm gì đi chăng nữa cũng như vậy à. Muội này, đi theo tỷ. Dạ, đi. Tỷ ơi, nhìn bà ấy thật là đáng thương. Trời ơi, hạng người như bà ta thiếu gì, muội bận lòng làm chi. Bà ơi, con có ít ngân lượng, bà cầm mà mua đồ ăn đi. Đa tạ cô nương tốt bụng nha. Dạ, bà cầm đi bà. Bà ơi, bà không có con cái gì sao? Còn gia đình của bà đâu? Không, tôi không còn người thân nào hết. Nè, thứ nghèo hèn dơ bẩn như bà, trời ơi, thiếu gì. Với lại muội đừng có nói chuyện cho mất thanh danh của mình. Tỷ này, sao tỷ lại nói như vậy? Tại vì á, mình may mắn hơn là mình được sinh ra trong một gia đình khá giả, còn họ kém may mắn hơn nên phải chịu cảnh khổ như vậy. Thôi, tỷ không đối lý với muội nữa đâu. Muội đứng đây ngang, tỷ đi tìm ít nước. Bà. Cô nương đa tạ lòng tốt của cô. Cái người là ai? Tỷ tỷ ơi, cứu em. Tỷ tỷ. Im lại. Nè, cô nương có sao không? Dạ không sao, đa tạ huynh. Tức thiệt. Dạ không sao. Thật là quá đáng. Muội có sao không? Muội không sao. Tỷ nghe tiếng muội kêu cứu, tí sợ quá. Cũng may là nhờ có huynh đó cứu kịp. Thôi, mình đi về. Pha cho cha bình trà con gái ơi. Dạ. Mời mời mời. Dạ mời. Ngồi đi con, ngồi đi con, ngồi đi. Là cô nương. Là huynh sao? Ủa vậy là hai đứa biết nhau à? Dạ. Dạ. Tại vì con ra ngoài dạo chơi, không may gặp cướp, có huynh ấy cứu giúp. Con gặp cướp? Dạ. Là sao con về chẳng nghe con kể gì hết vậy? Dạ, tại vì con sợ cha với mẹ lo, cho nên con không có dám nói. Thôi thôi, như vậy là trong họa có phước. Dạ đúng vậy à. Tôi với ngài á, dù gì cũng là cái chỗ quen biết đã lâu. Dạ. Nay hai đứa trẻ đã quen biết với nhau như vậy rồi thì Sao không nhân cơ hội này mình đẩy thuyền cho tụi nó tới luôn đi ha. Thì ra hắn chính là con trai của Phú Hộ. Thật là suối quẩy mà. Ngài nói rất là phải. Tôi nghĩ là cái này chắc cũng đã là duyên số hai đứa tụi nó đó ngài à. Dạ. Đó thật là có phước. Sinh ra trong gia đình giàu có, nay lại có được vị hôn phu tốt nữa. Những thứ ấy phải thuộc về mình. Thanh Nhã tí. Hôm nay á, dì Dượng không có nhà, hay chúng ta ra ngoài chơi đi. Tì biết á, có một chỗ rất là đẹp, chắc chắn Mùi rất là thích. Không có được đâu. Lần trước á, em ra ngoài gặp nạn, nên cha mẹ không có cho em đi ra ngoài nữa. Cha mẹ nói trước khi em tròn 18 tuổi, em không được đi ra ngoài nữa. Còn 2 hôm nữa là em 18 tuổi, khi đó rồi mình hãy đi nha. Chẳng phải lần trước mình ra ngoài có bị cái gì đâu. 2 tỷ muội mình á, không có đụng tới những nơi cấm kỵ là được chứ gì. Nè, muội nhìn đi. Muội ra ngoài nè, gặp bao nhiêu thú vui nè, cái đẹp nè. Còn hơn á, muội quay quẩn ở trong nhà con mình nè, đúng không? Đúng rồi. Ở ngoài á, có rất là nhiều cảnh đẹp nè, muội thấy vui nữa. Muội rất là muốn được đi khắp nơi, để muội học hỏi và biết được thêm nhiều thứ nữa. Vậy được rồi. Nhưng mà muội sợ mình đi ra ngoài, cái rồi cha mẹ về không thấy mình, lại la rầy muội nữa. Chuyện này á, thì muội đừng có lo. 2 tỷ muội mình á, sẽ đi chơi về trước khi dì Dượng về. Đi, đi đi mà. Thanh Nhã, Thanh Nhã. Dạ. Có chuyện gì vậy tỷ? Thanh Nhã ơi, qua đây đi, có nhiều cá đẹp lắm nè. Mùi không qua đó đâu, mùi sợ lắm. Thôi mà, qua đây đi. Có con cá màu vàng nè, nhanh lên nhanh lên. Mùi mà không qua, đừng có tiếc đó nha. Trời ơi, con cá đẹp quá à. Thôi, mùi không dám qua đâu. Qua đây, đi mà, đi qua đây đi mà. Trời ơi, mấy con cá đẹp quá à. Đẹp quá. Nhưng mà mùi sợ lắm, mùi không dám qua đâu. Không sao đâu, có tỷ mà, muội đừng lo nha. Đi qua đây đi mà, lẹ lên. Đó, muội thấy con cá không? Đẹp quá thấy chưa? Đẹp thiệt á. Đẹp quá tỷ. Ta đã loại được ngươi rồi. Từ nay những thứ của ngươi sẽ thuộc về ta. Trà này ngon đó bà. Được không? Tôi mới đổi loại trà mới đó. Rất là ngon. Bà rất là chu đáo luôn đó. Dạ, dạ dì Dượng ơi. Chuyện gì vậy con? Dạ, dạ Thanh Nhã đang vẽ, xong nó khát nước. Nó kêu con đi lấy nước, xong con quay lại thấy nó mất tiêu à. Con với gia nhân trong nhà kiếm khắp nơi mà không thấy nó đâu ráo hết. Trời, sao lại như vậy được? Dạ. Bà vừa nói cái gì? Thanh Nhã. Dạ. Thanh Nhã đi đâu được hả ông? Nếu như nó không đi ra ngoài đường là không bao giờ nó mất tích. Dạ, có khi nào á, nó lén con á, nó lừa con rồi nó đi ra ngoài không? Không. Tính Thanh Nhã ta biết, nó sẽ không tự ý đi khi mà không được cho phép. Với lại á, ta và cha nó đã dặn rất kỹ rồi mà. Không cho đi thì nó sẽ không thể nào tự ý bỏ đi được. Hồi chiều con nghe nó nói á, là muốn một mình đi du ngoạn thỏa thích để ngắm cảnh. Nó nói như vậy thiệt à? Dạ. Ông ơi, làm sao bây giờ hả ông? Bà yên tâm, bằng bất cứ mọi giá, tôi sẽ cho người đi khắp nơi tìm kiếm cho được nó. Tôi không tin là không tìm nó được. Hai người có đào tung đất lên thì cũng không tìm được nó đâu. Dạ, con cũng cầu mong cho muội Thanh Nhã được bình an. Trong khoảng thời gian này, con xin thay muội Thanh Nhã chăm sóc cho dì Dượng và xem dì Dượng như phụ mẫu của mình. Kìa, bà ơi, bà ơi, bà ơi. Bà ơi, bà ơi, bà bị làm sao vậy? Bà có sao không? Tôi khát quá cậu ơi. Bà khát nước hả? Bây giờ bà ngồi ở đây nha. Bà chờ con một chút. Đây. Bà uống đi. Bà uống thêm miếng nữa đi bà. Bà thấy sao rồi? Bà ơi, bà thấy trong người đỡ mệt hơn chưa? Bây giờ con đưa bà vào trong để bà nghỉ ngơi thêm chút nữa. Rồi bà phải ăn uống thêm đi. Như vậy thì bệnh tình mới mau chóng khỏe lại được. Không, tôi không thể ở lại được đâu. Xin đa tạ cậu rất nhiều. Không được, bà phải đi vô trong nhà. Bà nghỉ ngơi một chút nữa mới được. Đi bà, đi. Con đỡ bà vô trong nha. Cậu đúng là một chàng trai tốt bụng mà. Sau này cậu sẽ có một hiền thê thiệt là tốt. Dạ. Nhưng cậu nên nhớ, làm chuyện gì cũng phải hết sức cẩn thận, suy xét cho thiệt kỹ. Cậu hãy giữ cái khăn này lại. Nó sẽ có ích cho cậu sau này đó. Đa tạ bà. Chào cậu. Dạ. Một thời gian trôi qua rồi mà bây giờ tin tức Thanh Nhã vẫn bặt tăm. Ông ơi, tôi không biết con gái mình bây giờ nó còn sống hay là nó đã... Nè, bà nói bậy cái gì vậy? Đừng có nói bậy nữa bà hiểu không? Tôi nói cho bà biết tôi cũng đau lòng giống như bà vậy đó. Tôi cố tình tôi ép nó không có được đi ra ngoài, là tôi mong nó sau này nó có được cuộc sống rất là hạnh phúc. Tôi cũng như bà, cũng không có ngờ nó xảy ra chuyện, bà có hiểu không? Trời ơi, Thanh Nhã ơi, bây giờ con đang ở đâu chứ? Ông ơi. Hả? Bây giờ còn cái chuyện mà cưới hỏi với con trai của ông Phú Hộ, bây giờ mình tính sao hả ông? Thiệt tình tôi không biết tính sao nữa đâu bà. Dạ thưa phụ thân, mẫu thân, con có chuyện muốn nói. Có chuyện gì con cứ nói đi. Dạ, để phụ mẫu không khỏi khó xử, con tình nguyện thay thế muội Thanh Nhã. Con nói thật sao? Dạ. Ông à, tại vì Mai Loan với lại Thanh Nhã nó cũng như hình với bóng vậy. Hay là bây giờ mình để Mai Loan thế chỗ Thanh Nhã, rồi dạ, lấy con trai ông Phú Hộ, được không ông? Hôn ước là của Thanh Nhã, tự nhiên bây giờ bắt Mai Loan nó phải thay thế. Như vậy nó có công bằng với nó hay không bà? Dạ thưa phụ thân, thưa mẫu thân, từ nhỏ con được phụ mẫu cho về sống chung với muội Thanh Nhã, nay được hai người thương nhận làm con nuôi. Con nói thiệt á, con cũng muốn tìm cơ hội để báo đáp công ơn của hai người. Con tin chắc á là muội Thanh Nhã cũng muốn con làm như vậy. Mai Loan, con đúng là đứa con ngoan. Còn về chuyện muội Thanh Nhã, xin hai người đừng buồn nữa, dễ sinh bệnh. Nếu mà muội ấy biết được, muội ấy cũng không vui. Phụ mẫu thấy con nói có đúng không? Dạ thưa phụ thân, chúng ta qua bên đó mà không báo trước với gia đình, như vậy có phải phép không thưa phụ thân? Ta với bá hộ là chỗ quen thân, cho nên con đừng có lo gì hết. Thanh Nhã là một cô gái tốt, cho nên á con phải đối xử cho đàng hoàng nghe không? Dạ. Dạ mời huynh. Dạ xin mời ạ. Dạ. Dạ mời huynh ngồi. Hay dạ được. Ngồi đi con. Dạ. Ủa sao không thấy cháu Thanh Nhã đâu hết vậy? Hay là nó có chuyện gì hả? Dạ, nếu có chuyện gì xin bá phụ cứ nói thẳng. Thật ra thì con bé Thanh Nhã nhà tôi nó mất tích rồi. Hả? Mất tích rồi à? Vậy bây giờ tôi có ý kiến như thế này, tôi xin phép được trình bày với huynh có được không hả huynh? Dạ. Hiện tại thì tôi có đứa cháu là Mai Loan. Nó với Thanh Nhã giống như là hai tỷ muội ruột với nhau vậy đó. Lớn lên từ lúc nhỏ, vợ chồng tôi coi nó giống như là con ruột của mình. Nếu mà huynh đây không chê thì tôi xin được phép cho Mai Loan nó thay thế Thanh Nhã để mà làm tròn đạo hiếu ạ. Ý của ngài là muốn để cho cháu Mai Loan thay thế cho cháu Thanh Nhã? Dạ. Có được không huynh? Dạ thưa, chuyện này quá đột ngột, con không biết phải làm như thế nào cho phải ạ. Dạ, chúng tôi không dám ép, nhưng mà sao cậu đây không cho mình và Mai Loan một cơ hội, rồi tìm hiểu nhau thử xem sao. Nếu mà có duyên á thì mình tiến tới. Đúng rồi đó con. Dạ, con đa tạ bá mẫu. Dạ thưa, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Dạ, dạ xin phép cho hai cha con chúng tôi cáo từ. Dạ, giờ được ạ. Dạ, con xin phép ạ. Dạ. Khi nào rảnh con nhớ qua đây chơi, sẵn tìm hiểu Mai Loan nha. Dạ. Chúng tôi xin phép. Dạ. Này con cá kia, tại sao con khóc? Bà lão, là bà sao? Là ta đây chứ ai. Bà nghe được tiếng tôi nói sao? Nghe được mới hỏi chứ, đồ cô nương ngốc. Bà biết tôi là ai sao? Chẳng những ta biết ngươi, mà ta còn biết phụ mẫu ngươi ngày xưa phải đi khắp nơi cầu con mới có được ngươi. Tại sao bà lại biết chuyện này? Bà là ai? Ta là tiên ở trên trời, vì phạm luật trời nên ta bị đọa xuống trần gian. Bà chính là bà lão năm xưa đã giúp mẹ tôi có con, và cũng chính là bà đã gieo lời nguyền đúng không? Khi ấy ta thấy phụ mẫu ngươi tội nghiệp, ta giúp đỡ, nhưng ta không ngờ phụ mẫu ngươi không phải là người tốt. Không, cha mẹ của tôi là người tốt. Nếu phụ mẫu ngươi là người tốt thì không khinh người nghèo, và đã trở mặt khi ta đã giúp phụ mẫu người toại nguyện. Tôi nghĩ chắc đã là có chuyện gì hiểu lầm ở đây. Ai mạo phạm ta thì người đó phải trả giá. Bà ơi, dù gì bà cũng là người tốt, tôi xin bà hãy cho tôi về nhà. Tôi nhớ cha mẹ của tôi nhiều lắm. Ta sẽ cho người về, nhưng không phải là bây giờ. Bà ơi, bà đừng đi, làm ơn giúp tôi đi. Bà ơi, tôi nhớ cha mẹ của tôi lắm bà ơi. Bà lão ơi, tôi xin bà mà. Minh Hưng, muội biết chàng vẫn còn bận lòng nghĩ về Thanh Nhã, nhưng mà chàng cứ buồn như vậy á thì muội ấy đâu có thể nào sống lại được. Chưa kể á, muội ấy mà thấy chàng buồn, muội ấy cũng sẽ không vui. Nếu mà chàng nghĩ cho muội ấy á thì chàng phải vui vẻ, lạc quan, thì muội ấy mới được yên lòng. Nàng nói phải. Chắc chắn là Thanh Nhã sẽ không vui. khi mà nhìn thấy ta như vậy. Đúng rồi đó, chàng nghĩ thông suốt rồi đó. Nhưng mà càng nghĩ ta càng tức. Một người bằng xương bằng thịt, không thể nào mất tích mà không để lại dấu vết gì hết. Nhưng mà nếu nàng ấy còn sống thì nàng ấy đã quay trở về rồi. Hiếm khi á, hai chúng ta mới ở riêng với nhau, mà chàng toàn nói về chuyện buồn không à. Người đâu? Dạ. Khốn sư, tôi tha lỗi. Tôi dám làm phỏng tay của ta. Người đâu? Đem hắn ra ngoài đánh 50 roi cho ta. Khi nàng, tôi tha lỗi. Xin nàng bất giận. Nó chỉ là bất cẩn thôi, không có cố ý đâu. Nếu như mà đánh nó 50 roi thì tội nghiệp cho nó. Thứ nghèo hèn thấp kém như hắn thì hắn phải chịu phạt, để hắn không thể nào tái phạm lần nữa. Dạ tiểu thư tha lỗi. Lần sau con không tái phạm nữa. Chẳng phải lúc nãy nàng đã đánh nó một cái rồi sao? Ta thiết nghĩ lần sau nó không dám tái phạm nữa đâu. Nàng tha cho nó nha. Thôi được rồi, nể tình công tử đây, ta tha cho ngươi lần này. Nếu lần sau còn tái phạm thì đừng có trách ta. Đi đi. Dạ, dạ, con đội ơn tiểu thư, con đội ơn công tử. Chàng, mời chàng. Chàng dùng nước đi chàng. Mày làm thân cá, nhiều lúc lại sướng. Chẳng phải lo nghĩ gì cả, cũng chẳng phải đối diện với những thứ mà mình không mong muốn. Bây giờ tao không biết nên làm thế nào cho vẹn toàn hai chữ nghĩa tình với gia đình của Thanh Nhã nữa. Mặc dù hai gia đình đều muốn Mai Loan thế vô chỗ của Thanh Nhã. Nhưng tao nhận thấy Mai Loan không nhân hậu và hiền diệu với Thanh Nhã. Còn ta, ta chỉ muốn nương tựa của ta là một người phúc hậu, biết sống và biết nghĩ cho người khác. Nhưng trời xui rủi là Mai Loan không có được những phẩm chất đó. Cá ơi, bây giờ ta phải làm sao đây hả cá? Nếu như từ chối thì chắc chắn gia đình hai bên sẽ không vui. Còn nếu như ta đồng ý cưới cô ta làm thê tử thì lần thành thân này sẽ không có hạnh phúc. Thật khó quá. Chàng ấy thật đáng thương. Chàng đứng trước mặt của con mà con không biết làm cách nào cho chàng biết con. Có trách thì hãy trách biểu tỷ của người đi. Hai tỷ muội cùng lớn lên với nhau. Con không hiểu tại sao tỷ ấy lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy. Lòng người thì khó đoán lắm. Mặt mày thì đẹp đẽ, nhưng tâm địa thì xấu xa. Tỷ ấy cần gì hay muốn gì, con cũng đâu nào tiếc. Nhưng không hiểu tại sao tỷ ấy lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy. Bà ơi, bà có nghĩ tỷ ấy sẽ làm hại cha mẹ con giống như con vậy không hả bà? Ngươi an tâm đi. Phụ mẫu ngươi hiện đang sống rất tốt. Nó không thể làm gì để hại phụ mẫu ngươi đâu. Cha ơi, mẹ ơi, con nhớ hai người nhiều lắm. Không được, mình phải đi thôi. Nếu không Thanh Nhã nó lại khóc than, mình sẽ yếu lòng. Kìa, Mai Loan, rớt trà bị đổ hết ra ngoài rồi con. Dạ. Nè, con có chuyện gì hả? Con không vui sao? Con có chuyện này muốn nói với mẫu thân, mà không biết có nên nói hay không nữa. Con không coi ta là mẹ hả? Sao mẫu thân lại nói như vậy? Nếu vậy thì hãy cho ta biết chứ. Dạ, con nằm mơ thấy mùi Thanh Nhã. Rồi giờ nó sao rồi con? Rồi con có hỏi Thanh Nhã nó đang ở đâu không? Rồi nó có khỏe không? Mẫu thân, sao nó không về nhà với mình hả con? Dạ, muội nói với con á là muội chết rồi, xin phụ mẫu đừng đi tìm nữa. Với lại muội ấy nói á, xin phụ mẫu đừng đau buồn nữa. Với còn một điều nữa là... Điều gì? Muội ấy nói á là muội ấy sắp đi đầu thai, nhưng vì còn một tâm nguyện chưa hoàn thành nên muội ấy không đi được. Rồi nó có nói với con tâm nguyện đó là tâm nguyện gì không? Muội ấy nói với con ngày nào á mà chưa thấy con với Minh Hưng thành thân thì muội ấy không chịu đi. Muội ấy không mang được hạnh phúc cho chàng, nhưng muốn con theo muội ấy là nguyện vọng đó. Nên nói như vậy thật hả? Dạ. Thôi được rồi, ta sẽ bàn với cha con để tiến hành hôn sự sớm. Dạ. Bà ơi, con van xin bà cho con về nhà thăm cha mẹ con một lần đi mà. Con nhớ cha mẹ con nhiều lắm. Cho con về nhà đi bà ơi, dù là một lần cũng được. Chỉ cần một lần được gặp cha mẹ của con là con mãn nguyện lắm bà ơi. Bà thương con đi bà. Bà ơi, con xin bà, con van xin bà. Con nhớ nhà lắm, con nhớ cha mẹ của mình. Con xin bà ơi. Con xin bà ơi. Con xin bà, con nhớ cha mẹ của mình lắm. Bà ơi. Thôi, được rồi, ta sẽ cho ngươi về. Dạ con đa tạ bà. Nhưng ngươi phải nhớ, ta cho ngươi về, nhưng ngươi phải quay lại xong trước khi mặt trời lên. Nhớ chưa? Nếu không, tai họa sẽ đến với ngươi đó. Dạ, con nhớ rồi. Con đa tạ bà, con đa tạ bà nhiều lắm. Con đa tạ bà. Bà ơi, bà ơi. Chẳng biết bà ta đã bàn chuyện hôn sự của mình tới đâu rồi nữa. Nè. Dạ. Sao chưa đi ngủ nữa? Dạ chưa. Giờ này sao mẫu thân còn chưa đi nghỉ? Cha con vừa cho hay đã bàn hôn sự với ông Phú Hộ rồi. Vậy bên nhà Phú Hộ như thế nào hả mẫu thân? Bên đó họ cũng vui và muốn tiến hành sớm. Dạ. Thôi con lo đi ngủ đi, khuya rồi đó. Mẫu thân cứ vào trước đi, con sẽ vào sau. Thôi được rồi, ta đi ngủ trước đây. Dạ. Thanh Nhã, những gì thuộc về ngươi đã thuộc về ta. Tới nhà rồi. Cha ơi, mẹ ơi, con nhớ hai người nhiều lắm. Trời ơi, lẽ nào là nó? Cô vẫn chưa chết sao? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tao chờ cơ hội để giết mày từ lâu lắm rồi. Tôi làm chuyện gì sai chứ? Tại mày có tất cả, còn tao thì không. Chẳng phải tất cả mọi thứ tôi đều cho cô hết rồi sao? Tôi đâu có tiếc với cô thứ gì đâu. Những thứ mày cho chẳng khác gì là đồ bố thí cả. So với những gì mày có, nó không bằng một góc nào cả. Những thứ mà tao muốn, đó chính là địa vị và tất cả những thứ của mày kìa. Kể cả phù mẫu và vị hôn phu của mày nữa. Cô quá tham lam và độc ác. Mày đừng có trách tao. Mày trách thì trách mày ngu. Từ giờ tao sẽ thay thế vị trí của mày. Cô sẽ gặp báo ứng. Gặp báo ứng hả? Lúc mà gặp báo ứng á, thì tao đã đạt được những thứ tao cần rồi. Tôi không bao giờ nghĩ cô chỉ vì địa vị cá nhân của mình mà bất chấp tất cả mọi thứ. Phải. Để đạt được mục đích, kể cả giết mày tao cũng có thể làm. Tôi sẽ đi nói với cha, nói với mẹ, với tất cả mọi người. Chị tránh ra. Muội cứ yên tâm mà ra đi. Tỷ sẽ chăm sóc Minh Hưng cho muội mà. Ai ở ngoài đó vậy? Nếu bây giờ phụ mẫu mày có mặt ở đây, cũng không thể nào nhận ra mày nữa. Tao thấy thương mày quá à. Bây giờ á, tao giết mày như giết một con kiến. Mai Loan. Minh Hưng, là chàng sao? Ta có việc đi ngang đây, không ngờ lại gặp nàng. Mà nàng đang nói chuyện với ai đó? Sáng ra muội đi dạo thì tình cờ thấy con cá này nó bị mắc cạn, nên tính là đem thả xuống sông. Con cá? Dạ. Đâu, để ta xem. Hả? Đây không phải là con cá ngoài bờ sông phía nam sao? Chàng biết nó sao? Đúng rồi. Có lần ta đi dạo, ta đã gặp nó. Nhưng mà không hiểu tại sao, đối với ta, nó rất là đặc biệt. Mỗi khi mà nói chuyện với nó, ta thấy trong lòng mình nhẹ nhõm lắm. Giống như là ta được nói chuyện, tâm sự cùng với bạn hữu vậy đó. Thật ra nó chỉ là một con cá bình thường thôi mà. Không phải đâu. Nó đối với ta rất là đặc biệt. Nhưng mà không biết tại sao nó lại ở đây nữa. Không biết nữa, nhưng mà sáng buổi ra là đã thấy nó đây rồi. Chắc có lẽ là có người nào đi đánh cá rồi làm rơi nó đây. Ừ, đúng, cũng có thể. Tội nghiệp mày quá à, cá ơi. Thôi được rồi, tao sẽ đưa mày về nhà mày nha cá. Chờ tao nghe. Thật đáng ghét, khi đã quá thành cá mà nó cũng có thể thu hút Minh Hưng đến vậy. Nếu vậy thì tao càng không thể để mày sống được. Nè, ta đi trước nha. Dạ. Thật là đáng ghét. Lần này ngươi may mắn, nhưng không có lần sau đâu. Nếu đâu. Dạ. Lại đây tao biểu. Dạ. Tiểu thư gọi con. Đi theo Minh Hưng xử con cá đó. Dạ. Dạ. Đây là tiền thưởng trước của ngươi, nếu bắt được nó. Đi đi. Đội ơn tiểu thư. Để xem lần này ngươi còn may mắn được nữa không. Ta đã quá kiếp cho ngươi rồi. Ngươi ra đi thanh thản nha. Từ giờ bí mật của ngươi sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Ngươi chết rồi thì Minh Hưng mới toàn tâm toàn ý với ta được. Cá ơi! Cá! Hả? Trời! Cá ơi! Mày bị làm sao vậy? Cá ơi! Tại sao mày chết vậy cá? Thiệt là tội nghiệp cho mày, bằng hữu bé nhỏ của tao. Bây giờ tao chỉ còn một mình mày là bằng hữu, mà mày cũng bỏ tao đi nữa. Thôi, tao đưa mày về với sông nước nghe. Mai Loan. Dạ. Nàng có tin vào lời nguyền không? Sao hôm nay chàng lại hỏi về chuyện này vậy? Tại vì ta nghe nói nếu ai đó bị mắc vào lời nguyền thì người đó sẽ bị mất tích một cách bí ẩn. Chuyện đó thì có liên quan gì tới phu thê mình? Vì ta thấy Thanh Nhã tự dưng bị mất tích. Rồi những lời đồn sau này về lời nguyền đó là có thật, cho nên ta mới phân vân liệu rằng hai chuyện đó có liên quan đến nhau không. Thanh Nhã chết là sự thật. Chính muội ấy đã về báo mộng cho thiếp mà. Với lại á, chính muội ấy á cũng nhờ thiếp nè chăm sóc chàng và thực hiện hôn sự này. Thật vậy sao? Chàng hỏi vậy là có ý gì? Không có gì. Mai Loan à? Dạ. Nàng là vị hôn thê của ta, nhưng từ trước tới giờ ta chưa có món đồ gì cho nàng. Hôm nay ta có một món đồ muốn tặng cho nàng, hy vọng là nàng sẽ thích nó. Hai đứa mình sắp thành phu thê với nhau rồi, chàng còn khách sáo làm gì? Thanh Nhã, nàng ra đi. Cô chưa chết sao? Đúng. Hả? Tại sao lại như vậy? Thiếp bị lời nguyền nên hóa thành cá. Chính nhờ chiếc khăn kia và tấm lòng chân thành của chàng nên thiếp mới được trở lại thành người. Thanh Nhã, thì ra nàng vẫn còn sống. Ừ. Nàng từng nói về lời nguyền. Lời nguyền là có thật hả? Thiếp sẽ kể lại mọi chuyện cho chàng nghe sau. Khi tôi hóa thành cá, chính cô là người đã ra tay giết tôi. Nhưng cũng may là nhờ có Hưng huynh cứu giúp, và chính nhờ tình cảm của chàng ấy đã xóa đi tất cả mọi lời nguyền, cho nên tôi mới được trở lại thành người. Bây quả là ác độc. Vì đem lòng ích kỷ mà bây nở ra tay giết chết em họ của mình để bây... Ông, thôi được rồi ông. Người Phu thê ta nhìn lầm ngươi. Nếu ta biết trước ngươi như vậy, ngày trước không bao giờ ta nhận nuôi. Ta đâu thể nào ngờ được rằng hàng ngày những hành động ngọt ngào thân mật, ngươi quan tâm tới gia đình ta. Ta tưởng là ta may mắn khi có ngươi bên cạnh, nhưng không. Tất cả đều là giả tạo. Đúng. Để ngươi thực hiện cái mưu đồ xấu xa của mình. Ngươi không xứng đáng là con người nữa. Bây giờ thì ngươi còn gì để nói nữa không? Bậy đâu? Dạ ông vợ con. Ông vợ con. Dạ. Bắt con nhỏ này lại, dám nói dạ, cho ta. Dạ. Chờ ngày đêm nó lên quan xét xử. Đi lẹ lên, lẹ lên. Con gái. Dạ. Mẹ. Dạ. Con gái. Thanh Nhã. Cuối cùng con gái cũng trở về với nhà mình rồi. Con nhớ cha mẹ lắm. Cấp báo, cấp báo. Cái gì cấp báo? Dạ bẩm ông bà, thằng Đinh đó, nó chết rồi. Sao nó chết? Rồi dạ. Bày chôn nó chưa? Dạ chưa. Con định báo cho ông bà biết, xong rồi con mới định liệu. Nó chết rồi thì bay đi chôn nó đi, hay là bay muốn tụi tao cũng xui xẻo chết theo nó? Khoan, tại sao nó chết? Kể cho ông nghe đầu đuôi sự tình cho nó rõ ràng, để qua mà có hỏi ông biết đường mà trả lời. Ông lo xa quá à. Cái làng này mỗi ngày có biết bao nhiêu là người chết, rồi quan nào mà rảnh rỗi đi hỏi một thằng giả đinh không thân nhân như là thằng Đinh nhà mình. Bà nói như vậy mà bà nghe được à? Cho dù nó có thân phận gì trong gia đình của mình, nhưng mà đó cũng là một mạng người. Tôi không cho phép bất cứ một người nào trong gia đình của mình mà chết một cách vô lý. Bà hiểu chưa? Xin phép ông con đi. Nè đứng lại. Dạ đứng ngay đó. Dạ. Kể cho ông nghe rõ ràng vì sao nó chết. Dạ bẩm ông, thật ra là hồi tờ mờ sớm này nè, con với Quỳnh ấy định ra sân sau để chẻ củi và cho heo ăn. Với con thấy bà lạ quá nên con mới hỏi bà. Thì bà nói là bà mất chiếc bông tai ngọc, nên cố tình dậy sớm để ra đó để tìm. Rồi sao nữa? Con đi phụ bà tìm á, nhưng bà nói là Đinh Quỳnh phải leo xuống giếng. Con thì ở trên giữ dây cho Quỳnh ấy, mà ở dưới á Đinh Quỳnh không ra dấu hiệu cho con. Con sợ quá, con kéo dây lên thì... Nè, lúc đó bà bay ở đâu? Dạ thưa ông, lúc đó bà nói là tụi con tìm xong á thì mang lại cho bà, xong bà than bà buồn ngủ, bà bỏ đi. Xin ông thương tình á mà lập ma chay cho Đinh Quỳnh, để cho Đinh Quỳnh sớm được siêu thoát nha ông. Yên tâm, ông sẽ làm. Dạ, con tạ ơn ông. Dạ thưa ông, con đi. Cha mẹ ơi, nhìn nè, chú này chết rồi á. Vậy là ngày mai gia đình mình có đồ ăn no bụng rồi, không còn phải đói nữa. Đúng rồi, ông Phú Hộ ở đây, ông đối đãi với mọi người cũng hậu hĩnh lắm. Ngay cả trong đám cô hồn của tụi mình, ông cũng chọn toàn món ngon để cúng cho tụi mình ăn không đó. Ủa, nhưng mà sao ông này chết vậy? Là tại con... Cái gì? Cái gì? Tại sao vậy? Trời ơi, cha đã dặn con là không được hại người mà sao? Con quên rồi hả? Hồi sớm con chơi trốn tìm với con Hồng, thằng đen, nó trốn ở dưới giếng kia kìa. Thì tự nhiên chú này nhảy xuống ngay thẳng đầu con. Tức ghê, con hồi lát chú có vài cái, ai ngờ chú lại giật mình. Chú nhảy nành đạch như vậy nè, đập đầu xuống giếng chứ bộ. Chết rồi, chẳng lẽ con mình vĩnh viễn không được siêu thoát hay sao? Cha mẹ đã dặn con dặn đi dặn lại rồi, là không có được tụ tập chơi bời với hai cái đứa đó nữa. Mà sao con không có nghe, đặng ra cớ sự như vậy? Con không biết. Dòng hồn mình đã giấc dưỡng cực khổ như vậy rồi, cả nhà mình thì đang chờ đợi tới ngày để được đặt cách cho đầu thai. Mà con lại đi hại người như vậy, thì khi nào con mới được đi đầu thai đây? Cha cứ la con hoài à, đâu có lỗi tại con đâu. Thiệt là con nó còn nhỏ dại, cứ gì mình từ từ nói. Giờ mình cứ ào lên như vậy thì có giải quyết được cái gì đâu. Ủa, mà sao nãy giờ cả nhà mình đứng ở đây la lối ôm sòm như vậy mà cái người này Vợ ngủ say như chết vậy ta? Ha. Mà sao chú này ngủ say như chết vậy ta? Nghĩ cũng lạ. Có khi nào ổng chưa có xuất hồn ra được không? Cho nên không có nghe, không có thấy gia đình mình được á. Hay là con coi coi sao. Tắt thở rồi. Tim cũng im ru luôn. Chắc là chú chết chắc rồi cha ơi. Không lẽ hồn của ổng đi lạc rồi sao? Hay là nhà mình chia nhau ra đi tìm ổng, chứ để gặp hắc bạch vô thường là không giúp ổng quay trở lại làm người được đâu. Đi. Đa tạ gia đình hai người nha. Nếu không có gia đình của hai người thì bây giờ chắc tôi đã chết ở dưới cái giếng này luôn rồi. Tụi tôi á kiếm ông khắp cả cái làng này mà không thấy ông đâu. Không ngờ á ông ở dưới cái giếng này. Mà nghĩ cũng lạ. Nếu không phải do ma quỷ dẫn đường thì hồn không thể nào rời khỏi xác xa như vậy được. Tôi mừng quá. Nhờ gia đình hai người á đã làm ơn cứu tôi lên khỏi giếng và đốt cho tôi đống lửa này để tôi hong khô quần áo. Nếu không thì bây giờ chắc tôi đã chết thiệt rồi. Thì chú chết ở dưới đó mà. Chỉ có điều tại sao hồn của chú lại chết ở dưới vậy ta? Mà để tôi kể chuyện này cho nghe, vui lắm. Hồi trưa á, hai thằng nó làm ở đợ nhà tôi, đã cứu tôi từ dưới giếng lên rồi. Nhưng mà tự nhiên ở đâu chui ra hai ông kia, nhìn cái mặt xấu lắm luôn, tới rủ tôi đi chơi. Ông thử tả lại tướng hai người đó coi thử tôi có quen không. Hai cái ông đó hả? Giống nhau như anh em sinh đôi, nhưng mà không cùng cha cũng không cùng mẹ, mà mặt mũi thì xấu đều y như nhau. Nhưng một người từ trên xuống dưới thì trắng bóc, người còn lại thì đen thùi lụi hả? À, hắc bạch vô thường. Ủa, gia đình cũng có quen hai ông đó hả? Nếu vậy á thì nhắn với hai ông đó giùm, sau này á thì bớt vô duyên đi ngang. Rủ tôi đi theo, tôi không có đi, thì tự nhiên rượt tôi chạy, muốn tắt thở luôn hả? Sao chú hát được hay vậy? Đúng là tới bây giờ á tôi mới hiểu cái câu có khó thì mới ló nhân tài. Bị rượt tới bước đường cùng, tôi làm liều nhảy xuống giếng trốn luôn. Ai ngờ không những trốn được mà tôi còn biết bơi được luôn. Rồi hai ổng thay cho chú thiệt hả? Chứ sao nữa. Hai ông đó trượt chú chắc cũng mệt nên rủ nhau bỏ đi. Nhưng mà trước khi đi, chú có nghe hai ông đó nói loáng thoáng là phải đi bắt người khác trước rồi quay lại tính chuyện với chú sau. Vậy mà tới giờ vẫn chưa thấy. Chắc là quên rồi. Không được rồi. Tụi mình phải làm lẹ thôi, chứ không để hắc bạch vô thường quay lại là không kịp nữa đâu. Đúng rồi, giúp Quỳnh ấy nhập xác lại đi. Hai người đang nói cái gì vậy? Nhưng mà nhập xác là sao? Thì con nói là chú chết rồi, hồn chú ở đây, còn xác chú đang ở ngoài bụi rơm kia kìa. Hả? Vậy là sao? Mà ba người là ai vậy? Là ma. Là ma. Cũng là tại con lỡ tay nên mới hại chú chết. Nhưng mà thôi, chú đừng có buồn nữa. Bây giờ cha mẹ con sẽ giúp chú nhập xác lại. Mấy người có phải là thần tiên đâu mà cải tử hoàn sinh được. Tụi tôi có thể giúp ông được, nhưng mà với một điều kiện là ông phải thông linh với tất cả các vong hồn trên cõi đời này. Vậy có nghĩa là tôi sẽ phải sống chung với ma và với người hả? Đúng rồi. Anh sẽ là người duy nhất có thể nghe thấy được tiếng nói của vong linh chúng tôi. Khuya rồi, mình làm lẹ, chứ không hắc bạch vô thường mà quay trở lại thì không làm được đâu đó. Thà thấy ma còn hơn là thành ma. Được rồi, đi. Lẹ lên. Lẹ chú. Nhanh lên. Nhanh lên dạ. Đi. Thư thả đã. Ở lại với huynh thêm chút nữa đi. Sao muội về sớm vậy? Hôm nay ông Phú nhà muội phát chẩn, ông về sớm lắm. Muội không về sớm á hả? Rồi biết đâu lại bị bắt gặp như lần trước nữa thì tiêu. Nhắc mới nhớ, không biết thằng này tới nhà muội nó có về bẩm lại với lão phu quân nhà muội không? Chuyện hắn cải tử hoàn sinh đúng là không thể tin được. Nó có nói gì với ổng hay không thì muội không có biết. Muội chỉ biết là từ cái lúc mà lão gia nhà muội, ông hay tin là thằng Đinh nó có thể nghe được những cái tiếng của vong hồn. Trời đất ơi, là ông dốc hết vàng bạc, ông dốc hết của cải ra, Quỳnh biết không? Chỉ để giúp cho những vong hồn đó đó tìm được đường về nhà. Muội nghe đâu á hả? Gần đây nè, ổng còn giúp được cho quan huyện tìm được cái thi thể của ông cố của quan huyện đó, rồi được thưởng biết bao nhiêu là vàng bạc luôn. Mà Quỳnh nhìn coi, ổng có cho muội đồng nào đâu. Muội nói sao chứ, Quỳnh thấy muội xài ngân lượng của ông Phú rất là nhiều, ổng có phàn nàn tiếng nào đâu. Trời đất ơi, từ cái lúc mà bà cả nha, bà mất là tới bây giờ chỉ có một mình muội bầu bạn với ổng thôi. Muội đã hy sinh hết cái tuổi xuân của muội để ở bên cạnh ổng, mà ổng già như vậy rồi nên muội phải có những cái muội muốn chứ, đúng không? Thì cũng tại muội mà không chịu an phận người làm, mày đặt bài mưu tính kế, chuốt sai ông Phú lên làm bà nhỏ. Để bây giờ nè, chuyện tụi mình liên la liên lúc. Quỳnh Quỳnh nói mà không suy nghĩ gì hết. Quỳnh phải ở trong hoàn cảnh của muội Quỳnh mới hiểu. Trời đất ơi, bà cả bà bệnh cả một năm trời, rồi bà nằm liệt giường ở đó, một mình muội vừa cơm nước, vừa hầu hạ, vừa tắm rửa, còn dọn luôn cả những thứ dơ bẩn của bà nữa. Muội mà không bài mưu tính kế để mà ổng ăn nằm với muội, rồi cho muội là bà nhỏ, thì bây giờ muội chết trước bà cả rồi đó. Quỳnh còn ngồi ở đó mà Quỳnh trách bóng trách gió muội nữa. Thôi được rồi, Quỳnh sai rồi được chưa? Được. Bây giờ Quỳnh có cách này nè. Hay là muội về gom hết của cải của ông Phú, bỏ ổng đi theo Quỳnh. Mình tới một nơi, một ngôi làng mới, để làm lại từ đầu. Trời ơi, nói gì vậy? Muội hy sinh cả tuổi xuân ở bên ổng, chỉ đợi đến ngày ổng chết muội gom gia tài. Bây giờ Quỳnh kêu muội bỏ đi, sao muội bỏ đi cho được? Vậy chứ bây giờ muội coi đi, ông Phú ông đem của cải ông ra giúp người miết vậy đó. Muội thử nghĩ coi, đến cuối cùng ổng để lại cho muội được bao nhiêu? Đúng là muội chưa tính tới cái chuyện này. Thấy chưa, thấy chưa? Nhưng mà bây giờ muội cũng đâu biết làm cách nào để ổng không có đem vàng bạc của cải của ổng đem cho thiên hạ được đây. Bây giờ chỉ có một cách giữ được tài sản của ổng thôi à. Cách gì? Hay là mình giết ổng đi. Cái gì? Giết ổng trước khi ổng đem hết gia tài cho thiên hạ. Muội muốn chết hay sao mà đi tính chuyện giết người? Muội nên biết là ông Phú đang rất được lòng quan huyện. Ông Phú mà chết bất ngờ, bằng mọi giá quan huyện phải tìm cho được hung thủ. Muội bỏ suy nghĩ đó đi. Quỳnh sao hay lo quá. Thì cái chuyện giết người mà sao không lo? Nhưng mà muội đâu có bắt Quỳnh giết người đâu. Vậy chứ giờ sao? Trời đất ơi, ông Phú với thằng Đinh còn biết nhờ vong hồn giúp ổng, không lẽ một pháp sư như Quỳnh không làm được chuyện đó hả? Ý muội là Quỳnh phải thu phục những vong hồn đó. Muội sẽ tìm cách để dò hỏi thằng Đinh, giúp Quỳnh nắm được điểm yếu của những vong hồn đó. Hôm nay tôi có làm mâm cơm, cầu xin các vong linh hãy về đây ăn mà phù hộ cho gia đình gia đạo của tôi được gặp nhiều bình an và may mắn. Xin đa tạ, xin đa tạ. Xin ông tha cho gia đình chúng tôi. Chỉ còn có vài ngày nữa thôi là chúng tôi được đi đầu thai rồi. Dạ, cả nhà chúng tôi sống vất vưởng cực khổ mấy mươi năm qua để chờ đợi đến ngày được đầu thai. Xin ông hãy thả con trai của tụi tôi ra, đặng cho nó được đi đầu thai, chuyển kiếp làm người. Nếu chúng tôi để lỡ lần này thì không biết khi nào mới có cơ hội đầu thai chuyển kiếp nữa. Dạ. Tôi xin ông đó, ông thương tình mà thả nó ra đi. Ông muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm cho ông. Các người có chắc ta đưa ra yêu cầu gì các người cũng làm hết phải không? Dạ có. Vợ chồng tụi tôi thề là sẽ làm bất cứ điều gì mà ông muốn. Dạ. Hãy thả con tôi ra đi mà. Vậy thì hai người giết ông Phú cho ta. Nhưng ông Phú là người tốt mà. Sao ông lại muốn giết ông ta? Đó là chuyện riêng của ta. Bây giờ hai người trả lời đi, có làm hay là không? Nhưng nếu tụi tôi mà đi giết ổng, làm hại ổng, thì vợ chồng tôi cũng không được đầu thai. Chuyện đó đương nhiên ta biết. Nếu ông Phú chết thì chỉ ít ra con trai các ngươi sẽ được đầu thai làm người. Còn nếu không, Dạ cả nhà ba người các ngươi đều phải sống kiếp của hồn vất dưỡng mãi mãi. Chọn đi. Sao, có làm hay không? Chúng tôi sẽ làm. Tốt. Sao đây? Dạ, mời ông nghỉ ngơi. Dạ mời ông. Cũng may là bữa nay ông với bay về kịp lúc, bởi vì còn có 2 ngày nữa là làm lễ cúng cô hồn rồi. Dạ. Lần này đi qua làng bên, đến với gia đình của ông Đại để phát chẩn. Thiệt tình, thế vậy mà mất hết 3 ngày luôn đó. Thôi giờ vậy, bây đi vô lo tắm rửa đi. Còn ông ra ngoài giếng, ông rửa mặt, rửa tay cho nó mát mẻ, vậy nha. Dạ. Ông ơi, bà Tám biết ông về nên dọn cơm cho ông rồi ạ. Con mời ông lên ăn. Ông nghe rồi ông vô liền. Hai người làm cái gì vậy? Ông ngồi xuống đi, tôi kể cho ông nghe. Đó, đầu đuôi là như vậy đó. Hai phu thê tụi tôi không còn cách nào hết. Chắc chắn là ông Lịnh và bà nhỏ có gì đó mờ ám với nhau. Trước khi tôi thông linh được với hai người thì bà nhỏ hay kiếm cớ qua nhà ông Lịnh, báo là bị dông theo, nên ông Lịnh qua nhà làm phép trừ tà. Hèn gì nhiều lúc bà nhỏ cũng hay qua nhà ông Lịnh nhờ trục dông xuất hồn. Không biết hai người này trục nhau kiểu gì mà bây giờ muốn mượn tay của gia đình hai người đó trục luôn ông Phú. Đúng là quá độc ác nè. Vậy bây giờ Quỳnh tính làm sao? Tôi sẽ bẩm lại với ông Phú để cho ổng đuổi người vợ độc ác đó ra khỏi nhà mới được. Tôi đương nghi ngờ chuyện bà nhỏ dựng chuyện làm rớt chiếc bông nhằm che đậy việc lén lút thông dâm của mình. Nhưng mà bà ta đâu có ngờ bà ta không giết được tôi mà còn làm cho tôi có được khả năng đặc biệt nữa chứ. Không được đâu. Ông mà làm như vậy á, lỡ như mà bà nhỏ bà nói với ông Lịnh, rồi ông ta làm cho cả nhà tôi hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu thoát đó. Ha, tôi sơ suất quá. Để tôi tính lại coi. Cô Tám ơi, lễ cúng cô hồn lần này á, ông dặn là phải làm thiệt lớn, nhiều món thịnh soạn để chiêu đãi cô hồn nha cô. Cô nhớ đừng để bị đứt tay, chảy máu, dính vào đồ ăn, và đừng dùng củi dơ để nấu, bởi vì vong hồn người ta kỵ hai thứ đó đó nha cô. Tôi Ba Hộ Từ, hôm nay tôi thỉnh các vong linh ở đây khuất mày khuôn mặt sống không thác thiên, về đây dự một bữa cơm, có cơm canh đầy đủ. Tôi mong các vong linh hưởng xong đừng phá phách dân làng tôi nữa nghe. Dạ đa tạ. Dạ thưa ông. Chuyện gì? Không biết có phải cô Tám trong lúc nấu có dính máu vào đồ ăn hay không, mà bây giờ ở đây các dông không có ăn được. Có chuyện đó thiệt à? Dạ ông. Vậy thì bây giờ dẹp hết cái mâm này, vô nói gia đình làm một mâm cơm khác đàng hoàng đem ra cúng nghe. Trời ơi ông ơi, nguyên một mâm cơm ngon như vậy mà bây giờ ông kêu đổ rồi làm lại mâm khác thì tốn kém biết chừng nào. Bà nói cái gì vậy? Không cúng thì thôi, đã cúng thì phải cúng cho nó đàng hoàng để người ta còn chứng nữa, bà hiểu chưa? Thôi đừng có nói nữa, mọi chuyện để tôi lo. Bây đứng ra làm cái gì nữa? Bây giờ vô nói gia đình làm mâm con khác cúng liền cho ông. Dạ ông. Thiệt tình. Dạ thưa ông. Chuyện gì? Dạ lần này các dông có nói với con là lấy củi dơ ở chuồng heo để nấu ăn, nên họ cũng không ăn được ông ơi. Mà con nhớ là con đã dặn cô Tám những điều kiêng kỵ này rồi mà. Không lẽ có ai đó cố tình đánh tráo củi dơ và củi sạch, đặng ông tốn kém ngân lượng hay sao ta? Con nghĩa là cái mâm cơm này bị nấu bằng củi dơ. Vậy dạ. Thì bây giờ như thế này, có nghĩa là con nói với người ta có cách nào khác không? Chứ bây giờ mà làm mâm cơm khác nữa đó thì sợ là không đủ thời giờ để cúng ha. Dạ có. Bây giờ á là ông đem lên chùa đặng sư thầy cúng là xong. Giờ con đem đi liền nha ông. Vậy thì bây giờ con đem lên chùa liền giùm cho ông để cho nó tốt. Dạ con đi liền. Dạ con đi liền nha ông. Dạ thưa ông. Chuyện gì? Mọi chuyện đã xong rồi ạ. Họ kêu con á là về gửi lời lại với ông là họ sẽ đền ơn ông bằng hai hũ. Khoan, nói chậm, nói từng chữ chậm rãi cho nó rõ ràng cho ông nghe rõ lời. Họ kêu con về gửi lời lại với ông là họ sẽ đền ơn ông bằng hai hũ vàng, vì ông đã hết lòng vì họ. Vậy mới đúng rồi đúng không? Dạ đúng giờ ngọ trưa mai họ sẽ mang đến. Quỳnh có chắc á là như tính toán không? Muội lo quá nè. Trời ơi, Quỳnh đã nói với muội biết bao nhiêu lần rồi, sao muội hồn nghi Quỳnh hoài vậy? Hai phu thê tụi hắn đã bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch này với Quỳnh. Làm gì có chuyện trả ơn, làm gì có hũ vàng nào. Chẳng qua là phu thê tụi hắn lừa gạt cái thằng đầy tớ ngu xuẩn ở nhà muội, để thằng đó bẩm lại với ông Phú vậy thôi. Từ hôm qua muội hay tin á là muội đã mừng đến mức thức trắng cả đêm luôn đó. Đợi lão già đã chết rồi muội sẽ rước Huynh về đây ha. Huynh cũng đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Chắc chắn vụ tai nạn trắng cắn này mà xảy ra đó hả, thì Huynh thách 10 ông quan huyện cũng tìm bằng chứng không ra luôn. Sao tự nhiên Huynh thấy Huynh thông minh quá. Huynh thì thông minh là đúng rồi. rồi. Không thể về được. Chẳng lẽ phu thê tụi hắn dám phản ta? Không thể được. Nếu tụi hắn làm phản thì tụi hắn thừa biết Quỳnh sẽ trừng phạt tụi hắn thê thảm tới mức nào mà. Thiệt. Vậy bây giờ làm sao đây? Tức quá. Thiệt là không được. Muội ở yên đây đi, để Quỳnh chạy qua coi hũ kia coi sao. Chuyện này nó xảy ra vậy? Tao mà biết quay đối xử với hắn như vậy, tao đã báo cho hắn biết trước rồi. Chứ dù hắn có ở ác với tao cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà thật lòng tao không muốn hắn chết. Bây có hiểu chưa? Vì ông hiền nên mới bị người ta hại đó. Nếu không có con và gia đình vong hồn, bàn tính lừa ông ta. Và chỉ cách làm dấu cho ông biết phân biệt hũ nào là rắn, hũ nào là vàng. Nếu không thì nằm chết ở đây là ông rồi đó. Còn bà nhỏ, ông định xử tội ra sao? Ông đa tạ Bay đã cứu ông một mạng sống. Ông thật sự đa tạ Bay rất nhiều. Còn cái chuyện bà nhỏ một mặt hai lòng, thật ra ông đã biết từ lâu lắm rồi, chứ không phải ông không biết đâu. Nhưng mà vậy, ông nể cái tình cái nghĩa của bà ấy, đã từng lo lắng cho bà cả, đối xử rất là tốt với ông. Cho nên ông nói với lòng mình là bỏ qua hết tất cả những chuyện của bà ấy. Bay hiểu chưa? Hèn gì nhiều lần con đã cảnh báo cho ông hay, nhưng mà ông chỉ là gật đầu cho qua chuyện. Lần này bà nhỏ cố tình lập mưu với ông ta để đặng giết chết ông cho bằng được. Không lẽ ông còn định bỏ qua sao? Ông đã sống tới từng tuổi này rồi, đi sớm hay đi muộn gì cũng đâu có gì khác lạ đâu mấy. Với lại hơn nữa, bắt một người đàn bà trẻ mà sống như một ông già mấy chục năm như vậy, thật sự là quá bất công cho bà ấy. Chỉ cần bà ấy nói với ông một tiếng thôi, bà ấy rất là yêu thương nam nhân của bà ấy, thì ông sẵn sàng đồng ý cho bà ấy đi. Ông thật sự rất thất vọng là tại vì những cái gì dễ thương, những cái gì thật lòng bà ấy đối với ông, bây giờ nó đã mất hết tất cả rồi. Ông đau lòng vì cái chuyện đó, bây có hiểu không? Dạ con hiểu rồi. Bây ra bây lo chôn cất cho người ta cho nó đàng hoàng. Dạ. Bà nhỏ, thiếp xin lỗi ông. Thiếp không biết là ông thật lòng với thiếp như vậy. Thiếp không còn mặt mũi nào nhìn ông nữa. Nhưng nếu như mà ông vẫn không khinh miệt thiếp, ông vẫn chấp nhận thiếp, thiếp xin hứa là từ nay sẽ không gian dối ông nữa. Thiếp sẽ bên cạnh ông và bầu bạn với ông cả đời. Có được không ông? Bà đừng nói cái gì nữa hết. Thôi mình đi vô nhà nghe bà. Thôi mình đi vô nhà thôi. Dạ.